Xin chào mọi người, tôi đang thử chiếc đàn Takamine mã số EG530SC. Đây là chiếc đàn sản xuất tại Korea. Nó có top bằng Solidsprung và có eo và lưng bằng gỗ sapu. Nó giống loại mahogany. Nó được trang bị bộ EQ Takamine mã số TK40. Trông dáng của nó rất đẹp. Âm thanh của nó nghe rất tốt. Đang thử bài Anh Còn Yêu Em. Bây giờ tôi thử không có âm ly. Anh Còn Yêu Em, nhạc Anh Bằng, thơ Phạm Thanh Đài. Còn yêu em như ngày xưa ấy, chiều xuống mà sương cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em, đường xanh ngừng nở. Anh còn yêu em, lòng tim dạn vỡ. Bành đàn thâu đêm, bành đàn thâu đêm, thầm thì tóc dù anh còn yêu em. Anh còn yêu em, chênh vênh nỉ buồn, chênh vênh nỉ buồn. Anh còn yêu em, nụ hôn xinh tím, áo nhầu quá đêm. Còn yêu em buồn chẳng dương cánh khi biển chiều lên. Ôi biển chiều lên sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em ngời trong giọt máu. Anh còn yêu em bờ vai 16, cánh môi thơm mềm nồng nàn hương ấm. Anh còn yêu em. Đang thử chiếc đàn Takamine mã số EG503SC. Anh còn yêu em, nhà của anh bằng thơ Phạm Thanh Đài. Anh
Anh còn yêu em ngời trăm năm.